Thanh Luân xin kính chào quý khách. Hôm nay là ngày những ngày tháng 12 cuối năm năm 2020. Đồ gỗ Thanh Luân xin trân trọng gửi đến toàn thể quý khách hàng một bộ nội thất phòng khách gồm có một bộ bàn ghế nghê bảo đỉnh, cột 12 chân 14, hàng siêu khủng bằng gỗ hương đá của đồ gỗ Thanh Luân, được làm theo đơn đặt hàng và yêu cầu của gia đình nhà cô chú Thành Hoa đến từ quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, cùng một chiếc kệ tivi và bộ bàn ghế. Chiếc kệ tivi là kích thước 2,5 m, cánh đục thủ công, kênh bong moi móc như tranh tứ quý, hàng đẳng cấp và đỉnh cao mang thương hiệu đồ gỗ Thanh Luân. Đấy, và cái bộ bàn ghế hàng đỉnh cao này. Đấy, bộ bàn ghế này được Thanh Luân chúng tôi là hoàn thiện xong phần hoàn thiện cuối cùng rồi. Đấy, bây giờ chúng ta sẽ cùng đi vào đường nét chi tiết. Bộ này gồm có 6 món. Hàng toàn bộ đây là hàng do nghệ nhân chế tác. Đấy. Các hàng khủng của Thanh Luân chúng tôi là những người nghệ nhân chế tác. Còn hàng VIP, đấy, hàng VIP giá bình dân thì là lại một nhóm thợ khác làm. Đấy, còn hàng khủng của Thanh Luân là những người nghệ nhân chế tác, và không chỉ là những người nghệ nhân chế tác về kỹ thuật, đấy, chất liệu gỗ, đấy, và giá ghế nó sẽ đẳng cấp và đỉnh cao hơn các hàng khác rất chi là nhiều. Đấy, vách tựa này, hàng siêu khủng của đồ gỗ Thanh Luân chúng tôi. Đấy, tay nghe liền, ván mặt dày 2 phân, đấy, yếm và dạ cong rất chi là cong, cong vút vùn vụt, cong quá đẹp luôn. Dáng ghế của Thanh Luân chúng tôi nó luôn luôn mang tính chất độc quyền, mang thương hiệu độc quyền luôn. Hiếm có một đơn vị nào để bắt chước được cái dáng ghế đỉnh cao của Thanh Luân chúng tôi. Và ngoài bộ bàn ghế phòng khách của gia đình cô chú Thanh Hoa ở Hà Đông, Hà Nội mua của Thanh Luân, thì là chúng tôi còn bên cạnh đây là một bộ nội thất phòng thờ. Bộ nội thất phòng thờ này thì chúng tôi sẽ để ở cái đường link dưới phần mô tả, thì quý khách hãy click vào cái phần mô tả, chúng tôi sẽ để đường link ở phía dưới về chi tiết về cái bộ sản phẩm này. Đấy, quý khách hãy vào cái phần mô tả để xem chi tiết, chúng tôi quay một riêng một đoạn video clip riêng giới thiệu về cái bộ sản phẩm này. Đấy, ngoài ra thì cô chú Thành Hoa còn một chiếc đồng hồ nữa, một chiếc đồng hồ thì chúng tôi là trong đang để ở ngoài cửa hàng, thế là nó hơi bất tiện khi tháo ra cho vào đây để cầm quay, cho nên là quý khách hãy kéo xuống phần mô tả của dưới phần clip này, chúng tôi sẽ để cái đường link giới thiệu toàn thể tổng thể cái không gian phòng khách của gia đình nhà cô chú Thành Hoa ở tại Hà Đông, Hà Nội. Đây, phía sau đây đục hai mặt như nhau, đục tứ diện bốn mặt như nhau, bốn mặt như nhau. Rất đẹp và rất đỉnh cao. Đấy, mặt sau đặt đục đúng như mặt trước luôn. Đấy. Vâng, thay mặt đồ gỗ Thanh Luân xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã quan tâm theo dõi và ủng hộ. Và chúng tôi xin được tạm dừng cái video clip tại đây. Và xin chào, hẹn gặp lại quý khách trong những video clip tiếp theo.